Đây là bài viết Life is Hard của tác giả Hex. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Phần 1. Chi tiết là tốt. Phải mất rất lâu, mình mới nhận ra được sự thật rằng cuộc sống thì không tốt hay tệ, mà nó chỉ có vậy. Nó chỉ đơn giản là trung tính, và chúng ta là người quyết định nó tốt hay tệ. Ý mình không phải là bạn có thể làm nó tốt lên hay tệ đi đâu. Ý mình là bạn có thể thấy nó tốt hoặc tệ. Nhưng việc bạn cảm thấy nó tốt hay tệ không có nghĩa là nó tốt hay tệ. Nó cũng chỉ có vậy. Cuộc sống đơn giản là trung tính. Hôm nọ mình có nghe được một bình luận về bài viết Người trẻ hút cần khá hay. Nguyên văn như sau. Những điều bạn quan sát được ở người khác và thái độ đối với những điều đó không gì hơn là sự phản chiếu cho những gì bạn quan tâm và thái độ đối với điều đó nếu nó tồn tại ở chính hình ảnh lý tưởng của bản thân bạn. Bạn thực ra không có vấn đề với ai hay bất cứ điều gì ngoài bản thân của bạn. Vũ trụ này trước nay vẫn vậy, chỉ có góc nhìn, kỳ vọng của bạn với nó thay đổi theo thời gian. Nên là những điều đó là quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất và đúng nhất chỉ với bạn mà thôi. Người trẻ vẫn ổn cả. Nhưng sau khi viết ra, chắc là bạn đã hiểu rõ bản thân mình hơn. Chúc mừng bạn! Thay mặt những người khác ngoài bản thân bạn, xin cảm ơn vì đã chia sẻ những tiêu chuẩn giá trị, góc nhìn và quan điểm đánh giá của bạn đối với bản thân mình. Đó là nguyên văn cái đoạn mà mình đọc được. Thế nên nếu bạn là người hay thổn thức với những status viral trên mạng về một cuộc sống nhàm chán dập khuôn kiểu thế này, thì hãy thôi đi nhé! Tôi sinh ra, lắc lư trên con ngựa gỗ. Vui chơi ở cái thời còn chẳng biết vui chơi là gì. Rồi không vui chơi nữa, đi học 12 năm sau đó, rồi lại học nữa. Vì tôi học giỏi mà. Rồi lại học nữa, ý tôi là đi làm cũng là một kiểu học tập. Vì Bill Gates từng bảo, học nữa, học mãi. Ý tôi là ý tôi là Lenin. Nhưng nó cũng chả quan trọng lắm nhỉ. Rồi cưới vợ, sinh con, già đi, những việc này thì quan trọng. Rồi ngồi trên một chiếc ghế tựa, loại mà có bốn chân gắn trên hai cái bánh vòng ấy, lắc lư, nghĩ về một tuổi trẻ nuối tiếc, tuổi trung niên nuối tiếc, cuộc đời nuối tiếc. Một cuộc đời không phải của Bill Gates hay Marx hay Lenin nào đó. Một cuộc đời với những câu chuyện dang dở, chẳng còn thời gian để hoàn thành nữa. Tiếc nuối cho đến ngày tôi chết. Rồi ai đó lại sinh ra, lắc lư. Bài viết của Tiến Chấm. Sau khi đã lược bỏ đi rất nhiều thứ, thì cuộc đời ai có lẽ cũng thế, và nó cũng chẳng phải điều gì đáng buồn cả. Hạnh phúc chưa bao giờ đủ lớn để bao trọn 12 năm đi học, nhưng nó luôn xuất hiện xuyên suốt, trong đó có những khoảnh khắc bé xinh xinh. Chỉ là chúng ta chọn cách quên đi như mọi khi để có thể tự than khóc cho chính mình. Mình thật tội nghiệp ấy nhỉ. Như thể rằng một cuộc đời đau khổ là thứ sẽ giúp bạn có thể gặp được Bụt hay ông già Noel vào một đêm đầy tuyết. Sự thật là bạn có thể còn chẳng được nhìn thấy tuyết trong suốt vài chục năm tới. Nhưng cuộc đời cũng chẳng vì thế mà mất vui đâu. Chúng ta nên tập trung vào những chi tiết để thấy rằng cuộc sống thật ra muôn sắc màu và thật đáng giá. Thay vì lược bỏ khiến chúng trở thành một checklist khô khan, rồi bảo rằng như thế là nhàm chán. Dù cho bạn không mưu cầu niềm vui từ những buổi tụ tập, bạn không khát khao việc phải khám phá thật nhiều nơi hay ho, bạn không hứng thú với thứ niềm vui mỏng manh từ những chất kích thích, không thích những giai điệu vui tai, đi chăng nữa, thì luôn có một vài khoảnh khắc nào đó, một vài khoảnh khắc nhắc bạn rằng cuộc sống thật tuyệt. Hãy nhớ lại những lần bạn rửa bát. Thật ra cái này quên đi cũng được. Hãy nhớ lại thỉnh thoảng bạn lướt qua ai đó, rồi tâm trí đảo lộn một thời gian. Hãy nhớ lại đôi lúc bạn đi một mình từ trường về nhà, chân đá cục đá, rồi vô tình gặp chú cún đáng yêu nào đấy. Hãy nhớ lại đôi lần bạn đang làm ai đó mỉm cười thật sự, bạn cũng mỉm cười thật sự. Hãy nhớ lại khoảnh khắc lũ bạn ngồi lên lưng bạn, rồi nhún, rồi một thằng hoặc con khác cũng nhảy lên theo, rồi nhiều đứa khác nữa. Thật ra thì cái này cũng không vui lắm, nhưng mà nó đáng yêu mà đúng không? Hãy nhớ lại lần mẹ nhổ tóc bạc cho bạn, hoặc lần bố chở bạn đi học vào sáng sớm chẳng hạn.
Hãy nhớ lại lúc bạn bước đi dưới mưa và nghĩ về vật lý lượng tử, hoặc lúc bạn lặn thật sâu xuống nước cho tới khi thấy đầu bị ép lại vì áp lực. Nhớ lại lúc chú mèo của bạn chạy đến và ngồi lên bụng của bạn. Nhớ lại những tin nhắn làm bạn cười mỉm, dù thật ra chúng chủ yếu là linh tinh và vô nghĩa. Hay là lúc bạn say và ngồi soi gương chẳng hạn. Hay một bộ phim, một bản nhạc, một... Hãy nhớ lại cuộc đời của bạn, để biết rằng thật ra nó được lấp đầy bởi những trải nghiệm khác lạ và thú vị, và nó là của riêng bạn. Phần 2. Nhưng đừng quá tập trung vào chi tiết. Chúng ta thường nhìn vào tổng thể lúc cần đi sâu vào chi tiết, và ngược lại. Mình có vài người bạn với vài câu chuyện không vui lắm, chỉ vì chẳng thể bình tĩnh nhìn lại toàn bộ sự việc. Thực ra ấy, bọn kể chuyện của bản thân hay bảo đó là chuyện của bạn nó lắm, nhưng mà mình không thế đâu nhá. Cậu bạn của mình chia tay mấy năm rồi, nhưng giờ vẫn còn nhớ người yêu cũ. Mình còn nhớ lúc gần chia tay, mỗi lần cậu này gặp tâm sự đều kể ra một câu chuyện hoàn hảo mà ở đó hai người không nên đi cùng nhau nữa. Một câu chuyện kể về một cô gái không còn mấy mặn mà với những câu đùa của bạn trai, dù trước đó thì có. Đã vậy, cách cô gái nhìn những chàng trai khác cũng lạ, và cách cô gái nhìn bạn trai của mình cũng lạ. Hơn thế nữa, hai người cũng dần cảm thấy không muốn dành thời gian cho nhau. Bạn trai của cô cũng cảm thấy cuộc sống bắt đầu có nhiều áp lực hơn, và dường như bạn gái của mình không muốn nghe, thế nên anh cũng hạn chế kể. Anh nhìn thấy nhiều cơ hội mà mình đã bỏ qua, và càng đau đáu về chuyện này hơn. Câu chuyện về cơ bản là thế. Lược đi một vài đoạn anh bạn mình mô tả về những cảm xúc tiêu cực đã phải chịu trong thời gian dài, với một giọng điệu như thể Sherlock Holmes nắm trong tay lời giải của một vụ án, dù anh ấy cũng chẳng tự nhận ra được điều này. Thế rồi hai người chia tay, dù không suôn sẻ lắm. Cậu bạn mình có nói về việc cô gái muốn níu kéo, nhưng anh ấy lại dứt khoát như thế nào về những buổi tối nằm buồn như chó cắn. Rồi cũng cậu bạn ấy trong một lần khác tâm sự đã thổ lộ rằng còn yêu cô bạn kia như thế nào và tiếc nuối mối quan hệ ấy ra sao. Có lẽ sau khi đã bình tĩnh lại, cậu ấy mới nhận ra dù cho những biểu hiện kia có là thật đi chăng nữa, mà còn chưa chắc nó đã là thật, thì cũng chỉ là những chi tiết nhỏ trong một bức tranh lớn. Chỉ là trong lúc không tỉnh táo mà ai chẳng có những lúc như thế, lại còn bước vào giai đoạn khủng hoảng của mối quan hệ. Thực ra thì mối quan hệ nào cũng có điều này. Cậu đã bị cái thiên kiến xác nhận, cuốn đi và tự mình viết ra một câu chuyện như thật. Có lẽ cậu đã quên đi hết những ánh mắt yêu thương hai người dành cho nhau, những buổi đi chơi cùng, những câu chuyện chia sẻ cùng nhau, những lần nằm cạnh nhau. Cho dù đó mới chính là những chi tiết chiếm lấy phần lớn câu chuyện. Người ta nhìn thấy những gì họ muốn thấy. Cô bạn của mình cũng đáng thương không kém. Cô luôn giỏi trong việc nhìn ra những khuyết điểm của bản thân, những việc mình làm chưa tốt, rồi dằn vặt và tự đánh giá luôn là bản thân chưa tốt. Nhưng điều tiêu cực là cô ấy cư xử như thể cô chưa tốt thật và lúc nào cũng phải sống trong một mớ cảm xúc mà theo mình nghĩ là chẳng đáng phải chịu như thế. Tại sao lại không thể nhìn ra tổng thể để thấy một cuộc đời tương đối thành công và nhìn nhận bản thân một cách tích cực hơn nhỉ? Rồi lại có một cô bạn khác giỏi nhìn thấy những khuyết điểm nơi người khác, đến mức ngay cả sau khi hoàn thành một dự án tương đối thành công thì cô ấy với đồng nghiệp của mình vẫn có thể blame nhau về những mâu thuẫn từ những ngày bắt đầu. Việc liên tục bị thu hút sự chú ý vào những chi tiết mà thường là không tốt khiến cô bạn này trở nên phát xít quá mức. Đôi lúc, nỗ lực của người khác dường như bị gạt đi hết, chỉ còn lại trơ trọi một vài lỗi lầm mà ngay chính cả họ cũng không muốn. Chúng ta nhìn vào một vài chi tiết để tự đánh giá chính mình, hoặc đánh giá người khác, hoặc đánh giá câu chuyện của người khác, rồi sau đó lại đánh giá họ, thường là thế. Suy cho cùng, cũng chỉ tự mình là mình khổ mà thôi. Phần 3. Mình viết cho ai? Đôi lúc, mình gặp một vài bài viết và thấy nó hiển nhiên, bình thường, thậm chí là nhàm chán, nhưng lại thấy nhiều người khen hay. Đôi lúc, mình lục lại dòng thời gian và thấy rằng trước đây mình cũng khoái chí những bài như thế. Đôi lúc, những bài viết mình thấy hay, người khác lại thấy nhàm chán. Hay đôi lúc, những bài viết của mình có người thấy hay, có người lại thấy chán.
Và chính mình cũng có lúc thấy hay, lúc thấy bản thân viết rất chán. Rồi mình nhận ra vấn đề là thế giới này quá đỗi đa dạng, chuyển động không ngừng và ngay cả chính mình cũng vậy. Riêng về những thứ thuần mang tính cảm nhận thì chẳng có gì đúng hẳn, cũng chẳng có gì sai hẳn. Thế nên mình quyết định khoanh vùng lại mục đích của những việc mình muốn làm, xem đó là cột mốc để níu mình lại khỏi việc buông xuôi và nản lòng. Vì tính mình thì dễ dao động, 100 lượt upvote cũng chẳng nhiều trọng lượng bằng một lượt downvote. Giữa những bình luận khen ngợi, chỉ cần một vài bình luận phê bình xuất hiện thì cũng khiến mình bắt đầu phải nghĩ ngợi nhiều. Cho đến khi mình nhận ra rằng bản thân chỉ có thể cắt một miếng bánh nhỏ của một cái bánh to ơi là to để phục vụ một nhóm người rất nhỏ thích ăn bánh. Và trong nhóm nhỏ ấy chỉ có một vài người khen ngon, nhưng bấy nhiêu là đủ và đó cũng chỉ là khởi đầu. Thay vì chấp nhận rằng không ai thích ăn bánh của mình và ngồi yên buồn rầu chẳng làm gì cả, mình viết cho chính mình ngay lúc này. Hey, chào thằng nhóc lớn hơn một tí ở tương lai. Có thể dòng này sẽ trigger mày đấy nhỉ, nhưng bố cũng chẳng quan tâm lắm đâu nhé. Mình viết cho những người trẻ hoặc không còn trẻ lắm, những người vốn nghĩ ngợi rất nhiều điều hay ho nhưng chưa thể sắp xếp chúng một cách rõ ràng, những người nhạy cảm, đáng yêu và đang trên con đường hoàn thiện chính mình. Tất nhiên, những bài viết của mình chẳng thể gây ấn tượng được những người đã vốn hoàn thiện, định hình bản thân rõ ràng hay những người có một hệ thống quan điểm chắc chắn riêng, kiểu thế. Thậm chí nhiều người còn không bao giờ nhìn thấy những bài viết này, hoặc không thích, hoặc tẩy chay lên án. Thậm chí là bạn, ngay lúc này, thấy bài viết này cũng tương đối hay, tay đặt lên nút chia sẻ, nhưng sau này lại cảm thấy chúng vô vị. Nhưng chẳng sao cả, vì ngay lúc này, ở đây và chính bạn, bạn thích là đủ. Quan điểm của mình là có người biết rồi thì có người chưa biết, thế nên cứ viết thôi. Mình kể câu chuyện trên và những câu chuyện khác nữa để muốn nhắc nhở các bạn là chẳng thể tham lam quá được đâu. Chúng ta chẳng thể có nhiều thứ, chẳng thể là chàng hoàng tử biết bơi lội bắn cung, làm thơ, chơi auto chess nhân phẩm cao và tán gái cực giỏi lại còn nuôi nhiều mèo. Chúng ta chẳng thể hoàn thành tốt tất cả mọi việc, chẳng thể gây ấn tượng tốt với tất cả mọi người, chẳng thể nói ra toàn là những lời đúng đắn. Nhưng mà cũng không sao cả đâu bạn tôi à. Chúng ta luôn cố gắng để trở nên tốt hơn và dường như luôn chưa đủ tốt. Nhưng cũng chẳng sao cả đâu bạn tôi ạ. Mấu chốt là luôn cố gắng. That's how life works. Phần 4. Vì sao mình viết? Có nhiều người thích động cơ hóa hành động để tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Mình thì không thích như vậy, nếu không muốn nói là rất ghét. Vì đa phần những người như thế thường có suy nghĩ khá lệch lạc và không đầy đủ. Ví dụ họ thường hỏi: mày viết để làm gì? Có được gì không? Thật ra là chả được gì cả. Bố mày thích thế thôi, có được không? Hay những câu kiểu: học toán để làm gì? Đọc sách để làm gì? Nghĩ nhiều làm gì? Vui chơi cờ bạc làm gì? Uống rượu bia làm gì? Có được tích sự gì không? Kiểu như thế. Vấn đề ở đây là, đôi lúc bạn làm việc A sẽ dẫn tới việc B. Có nhiều khi bạn phải làm việc A để được B. Ví dụ như là, bạn mua con cá để có con cá. Bạn mở cuốn sách để cuốn sách được mở ra, vân vân. Rồi có một vài việc tương đối giống mô hình từ A đến B, như là bạn đi làm để có tiền, bạn học để có kiến thức, vân vân. Nói tương đối giống là vì có thể nó sẽ không đơn giản như thế. Có thể bạn đi làm nhưng không phải vì tiền. Có thể bạn đi làm nhưng không có tí đồng xu cắc bạc nào. Có thể bạn đi học vì vui, rồi có thể là bạn đi học nhưng lại chẳng có tí kiến thức nào, vân vân. Có nhiều việc nó còn phức tạp hơn nhiều. Yeah, và đó là cuộc sống. Thế nên nếu bạn ngưng động cơ hóa mọi chuyện, mà thường là những động cơ thấp hèn, thì bạn có thể làm được rất nhiều việc và nó đều tốt cho bạn. Ví dụ, chúng ta giải toán không hẳn để tìm ra kết quả. Chúng ta giải toán để rèn luyện tư duy, để có thể giúp não bộ tập quen với việc sắp xếp mọi việc một cách logic. Cho nên, dù bạn có quên sạch kiến thức đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng, vì bạn tập thể dục không phải để nhớ được bài thể dục ấy suốt đời. Bạn tập thể dục vì ngay lúc đó bạn đã tập. Làm toán cũng vậy. Chúng ta tiết kiệm để tập thói quen tiết kiệm. Tức là bạn nên tập tiết kiệm dù số tiền tiết kiệm được rõ ràng là không đáng kể. Khi bạn có 10.000 thì bạn để dành 1.000, thì 10.000 này cũng chỉ có 10.000. Nhưng nếu bạn đã có được thói quen tiết kiệm thì khi bạn có 1 tỷ
bạn sẽ có được thói quen tiết kiệm được 100 triệu. Và chính thói quen tiết kiệm mới là điều quan trọng, chứ không phải khoản tiền tiết kiệm được. Làm việc tốt cũng vậy. Người tốt thì luôn làm việc tốt vì đó là thói quen, là tính cách của họ. Kẻ thích động cơ hóa thì làm việc tốt theo mùa vụ. Chỉ khi hắn có được lợi ích thì mới sẵn sàng làm việc tốt. Đó là lý do vì sao nhiều người dù rõ ràng là làm việc tốt nhưng vẫn bị chỉ trích. Vì cái mà mọi người nhìn vào không phải là kết quả mà là động cơ. Tất nhiên mình sẽ không nói là mình có ý đá đều ông Tổng thống Phan Anh của chúng ta đâu nhé. Thế nên, mình viết để giữ được thói quen viết, để giữ được những lợi ích mà việc viết đem lại, còn những gì theo sau chỉ là phụ thôi. Đây cũng là cách mình chọn để nhìn nhận người khác. Mình đánh giá cao sự nỗ lực, dù cho có thể cuối cùng người đó không tạo ra được một kết quả như ý. Nhưng sự nỗ lực mới là thứ đáng trân trọng. Mình cũng chẳng thèm để ý tới những người mà có rất nhiều thành tựu, nhưng phía sau đó lại là những động cơ không ra gì hoặc thiếu chắc chắn. Một người thành công thì có thể là một người nỗ lực cộng may mắn, hoặc là một kẻ không ra gì cộng may mắn. Còn với một người nỗ lực thì có thể thành công, có thể không, nhưng dù sao thì đó vẫn là một người luôn nỗ lực. Do đó, đầu năm nay mình chẳng mong làm được điều gì lớn lao, chỉ mong có thể làm được những điều chắc chắn để dần dần xây dựng chính mình. Hành động tạo thói quen tạo tính cách và tính cách định hình con người bạn, chứ không phải là ngược lại đâu nhé. Lại self-help rồi đấy. Nhưng mà chúc bạn may mắn nhé bạn tôi. Tôi chỉ viết được vài dòng thế thôi, còn đâu là do bạn tất. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!